Alo, alo, 1, 2, 4. Ok, bây giờ mình sẽ hát thử một bài nhạc Bolero để mà test thử chất âm của em Lo rồi xin G97 mini này cho anh em nghe thử nha. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả xê tàn. Ok, chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube Hiếu Hiền.vn. Mình là Trường Lê, thì trước mặt anh em đây mình đang có một cái em loa kéo công suất lớn nha anh em, đến từ thương hiệu Prosyn có tên là G97 mini. Tí nữa thì em loa này sẽ được bên cửa hàng vận chuyển qua cho một anh khách ở bên quận Nhất ha. Bây giờ mình sẽ review nhanh cái em loa này cho anh em ha. Em loa này thì sẽ có được trang bị là một hệ thống bass đôi 4 tấc nè, hai loa chép 650 và công suất thực của em này là 350W, còn công suất cực đại lên đến 1200W nha anh em. Đó, rất là lớn luôn ha. Em loa này thì rất phù hợp để mà anh em mình có thể sử dụng cho những cái buổi đám tiệc ha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ quay một vòng cho anh em xem về cái em loa này nha. Về thiết kế thì em loa của mình sẽ được thiết kế là bằng chất liệu thùng gỗ ha anh em. Đó, bằng chất liệu thùng gỗ. Ở phía bên ngoài nè, anh em thấy là sẽ được sơn một lớp sơn nhám ha anh em. Đó, chất liệu gỗ rất là dày. Và cái lớp sơn nhám này thì khi mà anh em chà tay vào thì nó có độ nhám, có độ bám, nhưng mà nó không gây xước nha anh em, được gia công rất là tỉ mỉ nha. Đó, những cái góc cạnh mình quay gần cho anh em xem nha. Đó, gia công rất là kỹ luôn ha. Rồi, ở phía bên này, phía bên này, đó anh em thấy không, những cái góc cạnh nè, rất là đẹp ha. Và ở phía trên đầu thì anh em thấy là mình sẽ có một cái chữ karaoke được in nổi như thế này ha anh em. Đó, rồi anh em có thể thấy là ở phía mặt trước hai cái củ loa bass chính là một cái mặt lưới ha anh em. Đó, cái mặt lưới bằng thép kim loại để mà có thể bảo vệ những cái củ loa bass ở phía bên trong ha anh em. Đó, và những cái họa tiết này thì nó góp phần cho cái phần âm thanh nó dàn trải đều trên cái mặt bề mặt loa, giúp cho mình có một cái trải nghiệm âm thanh tốt hơn ha. Đó, ở đây thì mình sẽ có một cái cặp micro đến từ thương hiệu Prosyn nè anh em. Đó, cặp micro rất là đẹp, rất là sang luôn nha anh em. Màu đen như thế này. Đó, ở bên trong sử dụng pin là pin 2A nè anh em. Đây, mình mở lên cho anh em xem nha. Đó, mình alo thử nha. Alo, 1, 2, 3, 4. Đó, anh em thấy không? Đó, đèn LED rất là đẹp ha. Bây giờ mình tắt đi. Đó, để đây ha. Tí nữa mình sẽ test thử chất âm của em loa này cho anh em xem thử ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ nói về cái phần bo mạch bảng điều khiển của em loa Prosyn G97 mini này ha. Anh em thấy là cái bo mạch này là một cái bo mạch của một em loa kéo công suất lớn ha anh em. Ở đây thì mình được trang bị một cái màn hình LED nè. Đó, hiển thị chế độ Bluetooth nè. Hiện tại thì mình đang kết nối với điện thoại để mà mở nhạc cho anh em nghe, nên là anh em sẽ thấy là chữ Bluetooth nó đang đứng yên ha. Ở bên dưới thì mình được trang bị một cái cổng cắm USB nè, một cổng cắm SD. Đó, còn ở cụm này thì mình sẽ có một số cái nút, mình quay gần cho anh em xem nha. Mình sẽ có nút mod nè, là nút chuyển đổi chế độ nè. Đó, khi mà mình nhấn vào thì chuyển sang chế độ khác ha. Nhấn tiếp nè, chuyển về chế độ Bluetooth. Rồi nút này là nút ghi âm nè, nút này là nút lặp lại nè, nó tự động kết nối với điện thoại ha anh em. Đó, em loa của mình thì sử dụng kết nối Bluetooth 5.0 cho nên là kết nối rất là nhanh luôn. Vừa rồi anh em có thể thấy ha, ở phía bên dưới thì mình sẽ có ba nút là lùi bài, dừng phát và qua bài ha anh em. Đó, rồi tiếp đến ở phía bên đây về phần nút nguồn thì hiện tại mình đang mở ở chế độ DC là chế độ sử dụng bình ha. Thì mình còn có chế độ nữa là chế độ AC là vừa sạc vừa chơi ha anh em. Rồi chế độ ở giữa là chế độ để mà mình sạc pin ha. Rồi ở đây thì là một cái cổng cắm để mà mình sạc AC 220V ha anh em. Đó, rồi loa sẽ trang bị cho mình một cái cổng để mà mình có thể kết nối với bình ắc quy 12V. Khi mà anh em chơi em loa này hết pin rồi thì mình có thể câu với bình ắc quy 12V để mà mình kéo dài thời gian sử dụng của em loa mình ha. Thì nói về thời gian sử dụng của em loa Prosyn G97G này, G97 mini này, thì thời gian sử dụng của em nó sẽ dao động từ 4 tới 6 tiếng anh em, và cái thời gian sạc là từ 7 tới 8 tiếng anh em, một cái thời gian cũng khá là dài ha. Rồi, ở phía bên này thì mình sẽ được trang bị những cái cổng audio input, audio output để mà mình có thể lấy âm thanh mình truyền từ loa này sang loa khác, hoặc là mình có thể lấy âm thanh từ điện thoại laptop mình phát ra loa ha anh em. Đó, đặc biệt là ở đây mình sẽ được trang bị hai cổng cắm micro nè, và hai cổng cắm guitar ha anh em. Đó, rất là nhiều cổng cắm cho mình luôn, rất là đầy đủ ha. Ở đây thì mình sẽ có một số đèn báo như là đèn báo battery nè, rồi đèn báo bút pin thấp nè, rồi đèn báo sạc nè, ha anh em. Đó, rồi đó là những cái phần thành phần ở phía trên.
Rồi về những cái thành phần chính là những cái nút hiệu chỉnh ở phía bên dưới thì mình có thể hiệu chỉnh được rất là chi tiết luôn anh em. Về phần nhạc thì mình chỉnh được âm lượng nhạc nè. Đây mình sẽ tăng âm lượng nhạc cho anh em xem ha. Đó, mình tăng âm lượng nhạc ở trên loa kết hợp với lại tăng âm lượng nhạc ở trên điện thoại nữa nha anh em. Đó, nút hiệu chỉnh âm lượng ha. Rồi, ở đây là nút chỉnh chép nhạc nè, bass nhạc nè. Rồi về phần micro thì mình sẽ chỉnh được âm lượng đâu rồi, âm lượng của micro nè, bass của micro nè, chép của micro nè. Mình có nút hiệu chỉnh âm lượng của guitar. Rồi loa sẽ trang bị cho anh em là delay và echo để mà hỗ trợ cho cái giọng hát của mình ha, giúp cho cái giọng hát của mình nó được ngân vang, ngân nga hơn, để mà cái phần trình diễn của mình nó được mượt mà hơn ha anh em. Đó, thì tí nữa mình sẽ test thử cái chất âm của em loa này cho anh em nghe thử nha, rất là ok ha. Đó, quay tổng thể một lần nữa về em loa Prozine G97 Mini ha. Đó, một em loa rất là xịn sò, loa kéo bass đôi 4 tấc, chép 650 ha anh em. Đó, thiết kế thùng gỗ nè, ở phía trên thì được có một cái chữ karaoke rất là in nổi, rất là đẹp ha. Đây, cặp micro phải nói là rất là sang xịn mình luôn nha anh em. Đó, ở hai bên nè anh em, đó, ở hai bên thì mình sẽ có hai cái hốc sách như thế này ha, ở bên đây một cái và ở phía bên kia một cái ha anh em. Ở phía bên dưới thì mình còn có được trang bị những cái bánh xe đó để mà mình có thể di chuyển ha. Đó, di chuyển. Nói về phần trang bị bánh xe thì mới nhớ, em loa của mình sẽ có trọng lượng là 80kg nha anh em. Đó, nói cái tên là G97 Mini nhưng mà cái trọng lượng không hề mini một chút xíu đâu ha. Đó, khá là nặng nha. Nhưng mà mình được trang bị những cái bánh xe rồi nên là việc di chuyển cũng khá là ok. Và với cái mức công suất là cực đại lên đến là 1200W thì em loa này sẽ đáp ứng cho việc là chơi ở ngoài trời ha anh em. Đặc biệt là với trang bị là chép dạng loa kèn như thế này nữa, thì những cái dạng chép như thế này thì sẽ phục vụ cho cái không gian rộng lớn ở ngoài trời, là nó sẽ cho âm thanh đi xa ha anh em. Đó, rất là phù hợp với những không gian rộng lớn như thế này luôn ha. Đó, G97 Mini đến từ thương hiệu Prozine ha. Hương dấu bay qua lòng anh, chiều nào bước chân vô tình người không đến, vài lần đón đưa. Ok, bây giờ mình sẽ đặt nó quay xuống cho mình chọn một bài hát và mình hát thử cho anh em nghe nha. Alo, 1, 2, 4. Ok, bây giờ mình sẽ hát thử một bài nhạc Bolero để mà test thử chất âm của em loa Prozine G97 Mini này cho anh em nghe thử nha. Alo, 1, 2, 3, 4. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả xê tàn, hoàng hôn đến đâu đây màu tím dần trong hồn ta, muốn không gian đứng tan nếu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia lìa này kéo dài trước khi phân kỳ, ước sau cho tàu đừng đi, sẽ làm cho tim cuốn xa rồi biến đâu tìm, mưa thu bay bay sắt sẽ lòng vương vai mềm, hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đây, đêm yêu thương đi đến nơi nào cánh đồi đường bao nhịp đôi tình trăm nghìn mối hương theo một bóng hình. Giây phút bên nhau vừa vai ai, nỡ đoạn tuyệt tình anh bước đi theo người. Cô lưu giữ bao nhiêu chỉ là được cô yêu, mà lòng anh vẫn còn thương chẳng phải ngờ. Mặc dù anh không phải
yêu thương người em rõ này. Chẳng mong cố xóa hết tâm tình mà có đường đâu. Cớ sao nỡ đánh lòng người vội quên hết duyên đâu. Người quay bước người chẳng tiếc thương riêng anh sâu thương. Em mang tình anh trao ai nơi đây vì tàn hoa phai. Tình này anh đã chọn đã yêu ai mà yêu ngàn đời dễ đâu phai. Thương em giữa dòng bơ vơ tình em chẳng được như mơ. Thì về nơi xưa nơi đây có anh hay ta cùng khổ nỗi nhớ. Trời sinh ra kích má hồng, mười hai bên nước giữa dòng. Tình đời đứng trong phần người lòng đông nước mắt lưu trong. Tuổi xuân dòng nữa tối tàn, trời cao sao quá bé bàng. Bằng phần hồng nhan chẳng được như thơ khóc thương tình ta. Dòng sông bên nước lững lờ, vì sao ai quá lững lờ. Dù đò sang sông còn lại bên cũ vẫn không tàn chờ. Trời thu bao nhiêu lá vàng, lòng anh thương em vô vàng. Anh để anh lâu rồi để anh